cuộc thi trẻ em xây dựng, thành phố thông minh. Trong ngày cuối tuần vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra chung kết toàn quốc cuộc thi Em yêu khoa học, tài năng công nghệ nhí, năm học 2018 năm 2019 với chủ đề Minecraft Hackathon, thành phố thông minh, dành cho học sinh đang các trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc. Sau 7 tháng phát động và triển khai, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, thu hút của đông đảo các phụ huynh giáo viên và các em học sinh tham gia với hơn 280 sản phẩm dự thi, 1.134 học sinh đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Với chủ đề thành phố thông minh, thí sinh tham gia xây dựng thành phố thông minh trên nền tảng lập trình Minecraft với các tòa nhà, văn phòng, đường phố, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để quản lý, nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống đô thị, cải thiện chất lượng phục vụ của chính quyền thành phố và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tài nguyên thiên nhiên các sản phẩm tham gia cuộc thi có nhiều ý tưởng mới, độc đáo, phần lập trình thông minh và phù hợp với thực trạng xã hội hiện tại, giải quyết các vấn đề thực tế, giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hệ thống cửa tự động phân biệt chủ nhà hay người lạ, cần đăng nhập bằng mật mã để vào nhà, hệ thống báo, dập cháy tự động, hệ thống đèn đường tự động bật tắt theo điều kiện ánh sáng bên ngoài, hệ thống làn đường thông minh giúp giảm ách tắc giao thông. Ngoài ra, còn có các dự án cho ngành nông nghiệp như hệ thống nông nghiệp thông minh tự động tưới nước, cung cấp ánh sáng cho cây trồng, hệ thống mặt trời nhân tạo, tự động cung cấp ánh sáng. Sau vòng chung kết, ban tổ chức cuộc thi đã chọn ra 5 đội xuất sắc nhất mỗi bảng để trao giải, gồm một giải nhất, một giải nhì và 3 giải ba. Ở bảng A dành cho học sinh tiểu học, giải nhất thuộc về đội SMEGTEAM gồm các học sinh Đỗ Quang Dũng, Nguyễn Đình Nhật Long, Nguyễn Đỗ Ngọc Minh, giải nhì thuộc về đội chiến binh XANH, gồm các học sinh Nguyễn Hoàng Bảo, Nguyễn Việt Duy, Hoàng Hiếu. Giải ba được trao cho các đội VKLLSPRING, -E gồm các học sinh Lê Gia Hiển, Nguyễn Dạ Khánh, Vũ Quốc Trung, đội CHICKNMINECRAFT, -E gồm các học sinh Trần Minh Trí, Vũ Quang Minh, Lê Đặng Quốc Việt, đội SMARTCITI10, gồm các học sinh Trần Hải Nam, Lâm Ngọc Phúc, Phạm Gia Bảo, Lê Hoài An. Ở bảng B dành cho học sinh trung học cơ sở, giải nhất thuộc về đội TOMORROLAND gồm các học sinh Hà Đức Minh, Trần Vĩnh Thăng, Đào Minh Quang, Nguyễn Tuấn Anh, giải nhì thuộc về đội VKHNPIGSFLI, gồm các học sinh Phan Thế Việt, Hà Tuấn Minh, Phạm Nhật Minh, Đoàn Trần Việt. Ba giải ba được trao cho các đội phó chủ tịch LAND, gồm các học sinh Lê Vũ Hiếu, Hà Nguyên Kiệt, Nguyễn Phan Hiển, Khổng Mạnh Khang, đội GHB, gồm các học sinh Ngô Lam Giang, Đào Huy Bách, Đặng Quang Huy, đội PHONG Phú FC, gồm các học sinh Nguyễn Quốc Thắng. Mai Ba Khôi, Nguyễn Đức Chí, Nguyễn Quốc Hùng. Thông qua cuộc thi, các thí sinh đã có một sân chơi bổ ích, học hỏi rất nhiều điều thú vị từ cuộc sống, khuyến khích các em tư duy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tế cuộc sống, hoàn thiện các kỹ năng cần thiết. Ngoài ra, đây cũng là sân chơi để các em mở rộng mối quan hệ bạn bè, đội nhóm, tạo cộng đồng học sinh yêu thích công nghệ và ứng dụng công nghệ trong cuộc sống. Nguyễn Nguyễn